tạo khác biệt qua loạt ảnh color point. Những cái tên như Quỳnh Anh Xin, Quang Vinh, Thanh Hằng, có thể xem là người khởi xướng và đón đầu trào lưu điểm màu sớm nhất. Bức ảnh Quỳnh Anh Xin nổi bật giữa tuần lễ thời trang Paris, khi hậu cảnh đã được chuyển hoàn toàn về đen trắng từng tạo cơn sốt lớn trên mạng xã hội. Chỉ với một bức ảnh tỏa sáng trên nền đen trắng cùng câu chuyện theo đuổi đam mê du lịch, Quang Vinh đã thu về hơn 3.000 lượt thích trên Instagram, hiệu ứng điểm màu giúp anh như nổi hẳn lên trên khung cảnh tín đồ thời trang tỏ ra vô cùng thích thú với những chiêm nghiệm về nghề của thanh Hằng, bản thân siêu mẫu đã sở hữu thần thái hút mắt tuy nhiên khi hậu cảnh chuyển về đen trắng qua hiệu ứng điểm màu sức hút ấy càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết khoảnh khắc khác lạ của thanh hàng thu hút gần 10.000 lượt tương tác tiếp bước sao việt cộng đồng sáng tạo trẻ cũng cho ra đời những bộ ảnh đầy nghệ thuật với hiệu ứng điểm màu trong số đó phải kể đến Trevor blogger sơn đoàn son chance người đang sở hữu hơn 67.000 lượt theo dõi trên instagram Bộ ảnh du lịch An Giang được thực hiện với chế độ, điểm màu, color point. Trên những chiếc s 10 của anh đã truyền cảm hứng lên đường cho không ít người trẻ. Khai thác mạnh yếu tố thời trang trong bộ ảnh du lịch Hội An, nhiếp ảnh gia kiêm stylist Ngô Tuấn Phát Bon Simi đã tạo ra một điểm nhấn đặc sắc cho phong cách chụp ảnh hè, nhờ việc giữ nguyên màu sắc chủ thể, chuyển hậu cảnh về đen trắng. Các bộ trang phục bắt mắt được tôn vinh triệt để, thu hút 15.000 lượt yêu thích trên Instagram không chỉ phát huy ưu thế trong chụp ảnh du lịch, thời trang, hiệu ứng điểm màu còn được những nhiếp ảnh gia chuyên chụp tĩnh vật như Nguyễn Nhật Phương Puccini lựa chọn. Chế độ điểm màu nằm ngay trên trình chụp ảnh mặc định của GALAXIS10 giúp anh dễ dàng sáng tạo, bắt lấy cái thần của món cà phê yêu thích mọi lúc, mọi nơi mà chẳng cần đến các phần mềm chỉnh sửa phức tạp. Những người trẻ với nhiều đam mê khác nhau như thể thao, giải trí, thời trang, game, chính là nhân tố sau cùng góp phần đẩy trào lưu điểm màu trở thành xu hướng lớn trong mùa hè năm nay. Nhận thấy sự quan tâm không nhỏ của giới trẻ, Samsung cũng đã kịp tổ chức một sân chơi mang tên tạo khác biệt nhằm cổ vũ họ sáng tạo nên những tấm ảnh khác biệt với hiệu ứng điểm màu trên Galaxy S10. Hơn 1.500 bài dự thi với hashtag thăng TAOKHACBIET và thăng Galaxy S10 đã được đăng tải trong suốt thời gian từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 26 tháng 5 vừa qua. Là một tín đồ thời trang, Thân Ngọc Thi Thi cho biết, hiệu ứng điểm màu giúp mình tôn vinh màu sắc, họa tiết trên trang phục, điều mà các tấm ảnh thời trang luôn cần đến với khả năng tôn vinh chủ thể thông qua việc tái cấu trúc lại màu sắc trong ảnh. Trào lưu điểm màu cũng giúp cô bạn Nhi Nguyễn khoe khéo đam mê đọc sách của mình theo cách vô cùng tinh tế và khác biệt. Trào lưu điểm màu thậm chí còn nhận được sự hưởng ứng của các game thủ như Ngọc Liên nhờ việc giúp cô tạo nên những khoảnh khắc mới lạ, mang đậm dấu ấn cá nhân và tuyên ngôn riêng của bản thân. Trong thời đại các trào lưu mới liên tục xuất hiện thì việc lan tỏa sâu rộng đến mọi đối tượng người trẻ, đồng thời giúp họ thể hiện tiếng nói riêng, dấu ấn riêng chính là lời khẳng định cho sức hút mạnh mẽ của điểm màu hiện nay.